Phật phẹn toàn thân, nằm bố cũng sang Bồ Tát Ma.
Mẫu đệ địa tiên là cung thỉnh mời. Mẫu đệ địa tiên là tích sư huyền thành nghi trong đền đông cuồng. Chốn đồi ngang là nơi vô cát nơ mẹ một bầu gió mát đi chẳng thành. Bát cảnh danh 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 tiếng đồn là bát cảnh danh 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 nghỉ đầu tận hạ xanh à, hiền thành khôn so. Áo di đà phật dưới đỉnh chân nhang phật khởi xung tiên thượng đệ tử thành hiền tại kinh lô phong quanh khắp nhật lần. Miền mãn tập vương tính luật giá du miền nạn trừ tài trừ năm bồ hương vân cùng sắc bồ tát ma ha tát bồ hương vân cùng sắc bồ tát ma ha tát nam bồ hương vân cùng sắc bồ tát ma ha tát thấy thanh ra hồi cung để tam thanh tiên là cung thỉnh mời mẫu để tam thanh tiên là gặp bồ tát đương nghi nguyện là hỏi cung sớm hết ban phòng kính xuyên na sớm hết ban phòng nghỉ thảo mai tiểu thiêm na đem lòng kỳ xèo hoa hệ thổ quy tô thất đế đầu diện ảnh lê thân khu chi ngã kim sưng tán đại chuẩn đề di từ bi tùy sao nam mô tát đa biểu tam đẳm tam bồ đề cu chi đẳm đát điện tha án chức đệ chủ đệ chuẩn đệ ta ba bồ hương cúng dạng bồ tát ma tát nam bồ hương cúng dạng bồ tát ma tát nam bồ hương cúng dạng bồ tát ma tát trong nhan khai quang thập bờ siêu quang biến siêu từ trùng ngã tích tăng cúng dạng kim phục hoàng thật cận thánh đế tiên trung trung ương sa loan thanh giáo có linh xuyên ra đức ông về ngài có quan thì bố cũng là chữ sinh ngô đạo phạm nam thành đạo phạm nam thành ngô minh đạo phạm nam thành 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 đông dẹp bắc ở tung tung hoành mọi nơi bị đầu đường cửa tiếu cửa đà cửa tiếu cửa đài bên đông cửa tiếu cửa đài cửa then cửa suốt mi ngoài mảnh lòng tập thời an việt an phong tiên cảnh bầu trời bông lan tiên cảnh bầu trời gió nam thoang thoảng hương bay ngào ngạt trên thiên đảo gió bay bay sắc dưới biển làm địa tú trung linh không sai đổi lệnh hiệp định hiền linh tích xương ở nam bang kỷ mão thu tuần vừa năm kỷ mão thu tuần đôi mươi tháng tám giờ dần biến linh ở trên quốc sự làm bình trên quốc sử năm minh tiếng đồn dày khắp thiên đình hà sa sạc lầy có đức thánh người rời tuần kéo đi đường đường chính chính tư đội nào nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đưa nhau we
quan ông về truyền phán các quan tả văn huy võ lương ban đáo bàn lần truyền văn võ đôi hàng có lệnh truyền ra đức ông về lại có lệnh truyền ra quân quan thị bộ tung là sư sinh ngô minh đáo phạm ám thành chẳng sợ kim ngân sưng sưng lên chẳng sợ kim ngân ông về tâu lỗi phê biệt cho tưởng vì cho kia điều tra Hãy subscribe
tâm liệt anh linh ra tay quen sạch ta thân đi. Quy đầu xuống mọi lộc tài danh nghi chúa
độ cho Chúa thương những kẻ cơ hàn. Pháp chỉ phép em niệm bầu ta quỷ sơ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phụng pháp thật cần thánh đế tiên trung vương đi nghe vòng bạch ngọc tay ngà quấn khung nga bàn thành vòng áo lông xin khê đầy ngàn hoa trắng xuân dê đi nghe tốt tư dương già ý nghĩa anh mưa đưa tiền tỏa xa soi bên mưu đêm làm sao ý a ơi a anh mưa đưa tiền tỏa xa soi bên lâu soi bên lối đẹp làm sao tình tình bạc tình tay mưa môi đôi hoa ơi a ơi a tình tình tóc tình tay múa môi chân bước đều về đến nơi tay tiên đôi tay tiên tiên là tình cảnh nghỉ hai bông hai bông hai cốc dành cho sơn hai sắc hoa đẹp về giấc mẫu bông hoa nào mà chẳng thêm tươi thủy tiên sát nước nghiêng rơi bán cho
cứu đâu được đấy, đắc thì tài sai thì lập, miệng tấu khẩu linh. Chú về cho ban khen ban thưởng cho thủ nhang đồng đền sở tại, ban khen ban thưởng cho các đồng đền đồng viên, ban khen ban thưởng cho hội nhất tâm, cho pháp sư ban khen ban thưởng thanh đồng họ Trần, ban khen ban thưởng cho cung văn đàn ca tiếng hát lời hay hát ngọt, ban khen ban thưởng cho tứ trụ dẻo tay hay mắt, ban khen ban thưởng cho các thanh đồng tân đồng đính nghê bốn phủ hương tử mạng tử xích tử cùng các gia trăm họ, ban khen ban thưởng cho quay phim được nhà nào động đấy, nhà nào phúc đấy, tháng mới được bình an, đắc tài sai lộc.
nhất những vùng cành tiên. Khi chú vào lầu xóm phủ tiếng lúc lúc lại về bãi đính tràng an ni rào rưới khắp hết non ngang. Đang nhà chăm hoa đua ở trên ngã.
xuống. Công ơn đứng linh phương bách bách thì phúc duyên lại là quý xuống đình chú đề vạn cổ anh linh nghi bảo dân hộ quốc nghi sử xanh gió truyền đến dâu sang đời đời.
băng qua rừng băng qua suối, băng đi hái hoa làm dừ, băng đi hái hoa về đời. Đôi ơi chân chúa đi rừng nhiều đường lắm lối, đôi ơi chân chúa đi rừng nhiều đường lắm lối. Lạy lạy à, lạy xin chọn lối này. Thank you.
Thank you.
tân lên sầu lét đời thu băng tóc dương già rẽ đôi cánh phượng lẹt cong cong uốn lượn đường tơ xinh xinh để yêu thân chơi như các hà nghìn bước ngao du trên cả non cao đường đi đường rộn phố sao đi we
Tam vị chúa tiên cung thỉnh mời, tam vị chúa tiên thỉnh mời
chúa Ba Đệ nhất Tây Thiên Kỳ cử động. Năm phương năm miếu gió xa nghỉ, ngũ phương bản cảnh chú bà lập phường nghỉ. Thành gió ai lên tới sập lục châu thổ, ngắm cảnh rừng bà chú cả phì. Thành gió ai đi tới Bắc Linh hỏi thăm vào đền chú. Trên bàn đốt đỉnh nhang trầm thỉnh mời bà sư sứ về đền ông lòng ngự đồng thành gió để nhân bóng tốt quan cũng thỉnh thỉnh mời để nhân bóng tốt quan lại lâm giáng tự ứ để trung ý quỷ hùng thành gió giám sát thiên tài chiến thương cả tỷ giám sát thiên tài thông trì thiên địa địa không cần giải chứng đại thần thành gió thì quốc độc tình còn vua thoại quốc độc định để nam thái tử giáng sinh để rộng thành gió trói trói sông sông linh vua phong trói trói lệnh sắc dầu kỳ nguyên quan đệ tử quý hữu nghỉ dậy thành gió đệ tử còn khấu đầu cung thủ tiến văn trổ quan đệ tử thank you.
truyền phán các quan tả văn hưu ngó lương ba báo bà lệnh chủ văn võ đôi hà thiên linh vạn mã hằng ngà kéo sao lệnh chủ tuyệt độ mạng từ dòng nhang hay quang thập tổ diệu quang biên chiếu từ trung các tích đáng vinh hoàng kim phục thần thần đế tiên trong vườn trang sử kim ngân dâng lên trang sử kim ngân quan về đầu nối phê biên cho tưởng vì cho y tự trang sinh truyền văn các quan nông về truyền văn các quan tả văn hiệu võ được ban đáo đặng lệnh truyền văn võ ừ. Chiêm bái trung nhân ái kính, quan lớn về ta ban khen ban thưởng cho thủ nhang đồng đền sở tại, ban khen ban thưởng cho các đồng đền đồng điện, ban khen ban thưởng cho hội nhất tâm, cho pháp sư pháp sự, ban khen ban thưởng cho thanh đồng họ Trần, ban khen ban thưởng cho cung văn đàn ca tiếng hát lời hay hát ngọt, được căng dây đàn được cao giọng hát, được thơm tay may miệng, ban khen ban thưởng cho tứ trụ dẻo tay hay mắt, ban khen ban thưởng cho các thanh đồng tân đồng lính ghê bốn phủ, hương tử mại tử xích tử cùng bách gia trăm họ dân tôn bản hạt, già thơi mạnh khỏe, trẻ thơi bình an. Nước Việt Nam được hòa bình, dân giàu, nước mạnh, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, đạo pháp trường tồn,
xã tắc thì cường thương cường thịnh, nhà nào lúc đấy ha. Oh.
người chẳng sĩ tinh tinh xưa đi sao chỉ đôi à kỳ cũng có khi nỗi sầu anh thank you.
mình khai cho sóc nhớ được tình tưởng tượng. Tương tâm phúc tích tiền duyên nơi cõi lập lập thần, xin quan nhỏ thước thiên nhà cho con được hưởng bình an tháng ngày. Lục đạo đường lên gian đài, mời con nguyện, mời con nguyện tiến tài công tiến. Thác đi rồi còn biết gì đâu, họ chậm chậm nay quỳ gối dập đầu, mang chiều xe bóng được theo phương qua. Cho bà đã nhất vui vẻ trong đền rồng ý, ngày chơi thủ chính lầu hồng vào xa thành ra. Thiên thánh thương ngàn dựng văn, thiên thánh chuyên chuyên ngàn đồng vương tổng quán nghi 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 xa đền hôm nay thành ra. Ba phủ nghiêm quân là đệ tam trở, quân na để tam châu thoại thanh tân thầy là thành ra. An thái xã danh quý nương ngờ, an thái xã danh nghề có châu đệ tử hách danh phạm trận thành ra. Châu năm xuống lân lân na cũng thịnh đời, châu năm xuống lân lân na tới nga xuống hóa châu lục cung mưa sắc phong mê lục cung mưa nghe vốn sóng sóng lệnh tổng ngờ sinh ra trên thương an thành gia. Châu ấy kim sao cũng tình tình mời, châu ấy kim sao thái nguyên bỏ bạch sầu bao ra sớm chiều thành gia. Châu ta bắt lan tiền tiền la, châu ta bắt lan đi đến tờ châu ta đi bắt lan tiền la thành ra. Châu đã về trời nguyên xưa, châu cửu về trời anh linh xuất hiện là núi đổ thành hoàng thành ra. Đồng bỏ chi lắng ai đi, đồng đồng bỏ chi lắng nghe châu mời nữ tướng cứu dân ta thiên triều. Nước ngon gấp vẫn hiếm nghèo, số mười đồng mò sớm chiều sông pha vốn người sinh nghĩ quan bỏ ba. Sing up.
việc nhà đau cũng gặp thời thái tổ bị trịnh hưng theo vua diệt giặc Liêu Thăng Hạng đầu ngô sai chân chân cá châu thank you.
sông nghỉ nàng sơn bản ký kỳ cùng nàng sơn dựng thuyền bãi yến chùa tiên niên thoát thu châu trở về miền tam thanh rào trời bắc địa lòng lòng thành lộc vườn mang tới lộc xa đem về lộc vườn mang tới lộc xa đem về hơi chân sổ đã bước tới đâu xem gặp một nghĩa bắc bắc xích cầu vì hoa chùa đẹp như sao bắt đầu thank you.
quan bỏ ta tần lão tôi rồi, việc nhà đáo cũng gặp thời thái thở chung nghĩ không về bên sườn núi
làng ngườn làng ai vốn dòng sơn trang tính tình ngày mong trông trông băng già măng tre măng lứ thơm lắm trà đồi măng tre măng lứ trà đồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không gì giàu thơ chúc chúc ven sông ngờ. Oh,
ra. Rượu sen mi rượu cúc cúc cú hăng hăng khuyên mở. Sự nghĩ đôi qua tổ tổ nữ ý dân ông hồ gặp ông khăn hồng bè hồng canh cánh phượng dân ông dâng câu tiên bảo
phòng chuông chén tu lòng nghĩ quân quân tiền chuông chén trà tu lòng nghĩ tay dâng bình ngọc các bạn tiền dâng ông chén trà nghiến hương người kim ban con hồng trà yên hương kim ban bố đơn cùng trà mì long tình khi cửa nhàn quan bảy hiên vui tình nghi thì ba chén khuyên mời hồng trà ba chén khuyên mời thanh hương mỹ vị ngọt ông bày ngọc ngọc lòng là con ngôi thường để đức vua sang hoa giáng tài sâm lâm chốn bảo diệt màu ông bấy ngọc 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 hồng hào tuy vẻ ngọc dùng y tươi tốt khá khá ghế ông bảy xanh men thuốc xây nợ tang ngư ghế ông tỉnh tỉnh rồi lại xây đúc tỉnh đúc xây ông bấy đền ngọc ngọc long long đố ai biết được ta bồng bồng hồ thì một ngày phong 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 liêu diệt bảo hương hào ông bấy ngọc ngọc long long đẹp lục lục ngắm xem hoa lúc lúc ông bày ẩm ẩm mi chàng tiếc nguyệt phong hoa quan hoàng bày ngọc long long ngài lấy thế làm bạn cầm kỳ thi từ lúc lúc vui vây khi vui cũng kiếm khi ông bảy ngọc long ngồi đàn hát lúc lúc ông bày ầm ầm mi chàng đình 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 non xanh khép lại theo đúc 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 mi bầu lên bầu 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 b
người chân ta xứ này đổ thế về đền bảo hà ông long kỳ thạch gia chân thủ nghệ an đức ông hoàng mười chân thủ trong đất nghệ an về huyện tiên bản làm quan để phủ dân
diệu đạo kinh trung thanh bình. Diệu đạo kinh trúc thanh bình phong hoa tuyệt nguyệt phẩm bình mấy chương ngập câu thế sự vô thường. Hoàng về vườn
dần để tay thiên xuống chén rượu đàn dâng nhân vật sơ dâng lên bề ngoài để các cô dâng mời là rước quan hoa mời sơ các cô dâng mời rước quan hoa mời sơ tay thiên giọt chén rượu nào nhìn quần nào dâng lên ly điện ngọc để các cua sân mời là mời rước quan hoàng người xưa ông rơi rước quan hoàng người xưa tám bối tay xót rượu dâng lên về học để các cô dâng mời là mời rước quan hoàng người xưa các o dâng mời là rước quan hoàng
Khi đông đông về đảo hồng hè mộ, hồi quân quân tiến nôi tù dăm ba. Thank you.
bóng dương gian mới hay trong phim đạo đường về đâu có ai bằng ngồi khi ông giáng lâm dương đồng đẹp rất lời sáng như hào quang dù chẳng chẳng ra không có vẫn vẫn vương mơ màng vì tiếng ghế hoa nên quán họ ra lâm đàn trò đèn hoa kết nên đón hoang giáng lâm diêu nồng ngợt cây trúc men xe với lá trầu này khói hương xuân trọng cung đã hoa đèo cô hoang chắp tay nguyện cầu chúc ghế hoa bóng đẹp đồng xa xe ác mây vàng thượng thiên xe ác mây vàng cười con xích điểu giúp ông mười về đèn ngọc nghề lòng hình dáng hồi cung